Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng cầm đầu và đồng phạm đăng tải các clip nóng giả mạo tại ổ dịch quán bar karaoke Sunny ở khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Ngô Văn Thắng, sinh năm 1992, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, là người đã tạo lập, quản trị 3 website livebóng.net, tinbóng.vn, vaobóng.tv. Tuy được tạo lập với mục đích để đưa thông tin, tin tức, nội dung soi kèo bóng đá, lịch thi đấu, kết quả bóng đá. Thế nhưng khi được biết tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Vĩnh Phúc có liên quan đến hoạt động của quán bar karaoke Sunny ở khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, được nhiều người quan tâm, chia sẻ, thì Ngô Văn Thắng đã chỉ đạo nhiều nhân viên của mình tìm kiếm các đoạn clip đồi trụy giả mạo là ở quán bar karaoke Sunny, rồi đăng tải lên 3 website trên để gây sự chú ý, tò mò, thu hút người xem, với mục đích đẩy 3 website do mình tạo lập trở thành top đứng đầu trong mục tìm kiếm của google.com.vn để nhằm thu lợi nhuận cho bản thân. Do thiếu hiểu biết về văn hóa, cho nên là chúng tôi đã lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID đã xảy ra tại Vĩnh Phúc, và qua đó chúng tôi đăng tải những cái clip này trên mạng xã hội nhằm tăng lại cái lượt view cho website, đồng thời cũng sẽ tăng được thêm thu nhập cho cái website đó. Thì cho đến khi chúng tôi nhận thức ra được hành vi này là sai, là vi phạm pháp luật, thì đến lúc đấy cũng đã muộn rồi. Qua tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt đối với Ngô Văn Thắng về hành vi chỉ đạo đồng phạm sử dụng mạng Internet để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên không gian mạng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn, sinh năm 1998, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nhân viên của Ngô Văn Thắng, về hành vi sử dụng mạng Internet để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng đều là nhân viên của Ngô Văn Thắng về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.